này tao cho, bán như tao cho. Đó, tao biết ngay mà, nó có kèm gì đâu. Sự việc do camera an ninh ngoài đường ghi lại. Ủa, xe bị gì em? Ai vậy? Xe bị gì vậy? Xe bị hết xăng anh. Xe không bị gì hết á. Trời ơi, tôi thấy để bộ rồi tôi tắt cho tôi hỏi bị gì, nó bị gì chứ không bị gì thì sao? Nó xăng hả? Đừng nói chuyện gì lạ. Dạ, sang giờ tính đẩy bộ có chừng nào? Đẩy bộ ơi, nên chắc hết đường này là có cái xăng á, cái bộ. Hết đường này là có cái xăng hả? Hai em nhả đâu vậy? Ở đâu nhả được, anh hỏi em cái gì? Trời ơi, tôi thổ địa ở đây nè. Thôi nè, bây giờ đường thấy đường xá đông đúc vậy chứ cỡ 8-9 giờ là nó nhắn tin rồi, giờ đẩy thì đẩy hết này có tầm đó thì giờ tôi muốn giúp thôi mà. Giúp làm sao? Đợi tôi xíu nè. Gì vậy? Thì xăng chứ cái gì, đâu ra mà xanh như vậy. Thôi anh đi ra đi nè, muốn tin này hửi thử rồi. Ơi mày đừng có hửi, mấy cái vụ này trên mạng nhiều lắm á. Tính lừa bọn tôi hả? Trời ơi, tôi muốn giở trò á là tôi kiếm mấy cái đường vắng. Chứ ai mà kiếm mấy cái đường mà hả, cả đống xe qua lại vậy. Nè, không tin nè. Cẩn thận nha mày. Trời ơi, em nói chuyện mất cười quá rồi. Cái này tao cho, bán như tao cho. Đó, tao biết ngay mà, nó có kèm gì đâu. Vậy giờ anh bán nhiêu? Nè hả? 200. Cái gì? Cái này 200 hả? Cầm uống đi cho nội. Thôi mẹ ơi, muốn tin không? Thôi á, tôi thà tôi đợi mua mình hơn á, cho anh được thời. Nghĩ sao bán nó 200 vậy? Cầm về đi, đi ra đi, để tiếp đi mày. Thôi, nè đổ đi, nó giỡn hay chứ không có lấy tiền. Đổ đi. Chắc lại giỡn gì vậy, đùa mà tôi hả? Còn không tin thì lấy điện thoại ra, quay phim lại đi, tôi nói rồi, cái này tôi cho chứ tôi không có bán. Nãy giờ tôi giỡn với cô thôi chứ, thấy cô cảnh giác quá. Đổ đại đi. Có gì cũng giỡn. Không cho tin. Xong rồi á, đòi tiền đi, không có tiền trả. Bây giờ trước khi đổ bây giờ con lấy điện thoại con quay phim lại, quay clip lại đi. Thì tôi nói cho á. Rồi cho tôi xin lại cái chai đi. Ơi, để anh nghe nói thiệt nè. Đó. Thôi cảm ơn anh nha. Em cảm ơn anh nhiều nha. Cảm ơn anh nha. Lấy em thấy anh cứ vậy, cứ sợ á. Ra là tôi, nhà tôi khu này nè, mà người ta hay hết xăng chỗ này, mà kiếm cây xăng khó lắm. Nên tới tối là tôi hay chạy một vòng, mà ai cần giúp thì tôi giúp à. Mà cô cảnh giác dữ quá, tôi ghẹo vậy thôi à. Xin lỗi nha, tại con gái đi dù khuya cũng sợ. Thì cảnh giác vậy là tốt á, nhưng mà đâu phải ai cũng vậy đâu. Dạ, trời ơi. Xin lỗi nha. Cảm ơn nha. Đó. Đi đây. Clip chỉ tái hiện lại tình huống có thật, giúp ta biết rằng không nên vội vàng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.